Mến, hôm nay mình sẽ ghi lại cái khoảnh khắc thật là tuyệt vời này. Đó là tình mẫu tử, đó là con chim mẹ đang nhả ói thức ăn ra để cho con chim chim con ăn. Đó. Đây là đôi bồ câu Pháp mẹ trắng tinh. Đó. Mà con của chúng đây. Nhưng mà con nó mới có bé như này mà nó đã đẻ hai quả trứng để nó vừa đẻ xong, cho nên nó vẫn chưa muốn muốn nằm ở ấp. Khi con nó bằng gần này tuổi thì nó quay ra nó đã đi đẻ rồi. Thì đây là một bộ máy ấp đẻ thật là tuyệt vời. Bên này là một chú này thì mình ghép chéo. Một con là Nhật, một con là Pháp. Để cho nó thay ra một con trắng, một con xám xem ra con gì. Thì nó đã vào đôi và nó đang nuôi con đây. Con này thì được rất là ấp rất là chuẩn. Nếu nào mình cho ấp 4 qua. Đây mình sẽ kiểm tra xem là tình trạng ra sản phẩm là như nào Ok, mình đã tìm được một vị trí thích hợp. Nào, ngoan nào nha, không làm gì đâu nha. Kiểm tra xem nào nha. Ok. Ok, bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn chưa? Con đã nở. Con này vừa nở xong. Mình sẽ kiểm tra xem là hai ba quả trứng này như nào. Mình kiểm tra hai quả này trước. Đây là quả trứng. Quả này là quả chính thống, nó đẻ ra này. Chưa nở. Mà cũng đã sẫm rồi. Đây các bạn nhìn này, cái khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Tại sao các bạn nhìn thấy nó không thấy vỏ trứng đâu? Bởi vì khi nó nở là nó sẽ ăn cả vỏ trứng. Đó, con này vừa nở xong. Qua mình soi vẫn ok. Thế mà bây giờ nó đã nở và nó nở xong nó là như thế này. Các bác thân mến, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, thả trứng vào đây. Còn con này xem nào. Quả này cũng sắp nở rồi, sẫm trứng. Ok. Đổi cho con kia lên. Đánh dấu và cũng sắp nở. Ok, nó phải lên nó u con nó luôn. Thôi, mình không muốn quấy rầy nó nữa. Bởi vì nó bảo vệ con nó rất tốt. Mình muốn ghi lại khoảnh khắc này cho các bạn nhìn thấy thế nào là chim non. Giới thiệu với các bạn, cơ sở mình thì chuyên đúc ra những cặp chim giống thật là tuyệt vời. Đây nó không phải là huyết thống của nó nhưng nó vẫn nuôi con rất là tốt. Thì bên cơ sở mình thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và mình chuyên cung cấp giống đi các tỉnh phía Nam và miền Bắc. Đó, các bạn thấy không? Như này bắt đầu tính từ hôm nay được, sau khi nó nở được khoảng 8 ngày thì mình mang ra mình bón được rồi. Đấy là cẩn thận, còn nếu nếu như mà mình thích thì mình có thể bón sớm hơn.
bón càng non thì nó sẽ càng thuần. Đó, các bạn thấy chưa? Nó yếu ớt như này nếu mà các bạn nuôi bộ thì không thể nuôi được. Nó phải cứng 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 cổ một chút nữa. Đây là khoảnh khắc thật là tuyệt vời, mình sẽ ghi hình lại để cho các bạn biết. Đến với cơ sở mình các bạn liên hệ là số điện thoại 0163530982. Mình đăng ký Zalo ở cái số trên 0163530982. Các bạn có thể vào YouTube để tiếp tục theo dõi những video của mình. Các bạn search là Vũ Văn Thao, mình biểu tượng con chim cu gáy, đó là cái kênh duy nhất của mình để phát triển cái thương hiệu con chim cu gáy của Việt Nam. Có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ thẳng mình hoặc là qua cái Facebook. Facebook thì được đăng ký được, các bạn search trên Facebook các bạn có thể search là chim cu gáy hay hoặc là máy tính ba vì a@gmail.com thì sẽ ra Facebook của mình. Như cái kênh Facebook và Zalo của mình thì chủ yếu phát triển về chủ đề con chim cu gáy. Các bạn thân mến, sau 12 ngày ấp thì trứng đủ ngày đủ tháng trứng sẽ nở thành con. Và đây là cặp chim bố mẹ rất là chuẩn của mình. Mình thấy đứa nào 4 quả là ra 4 con ok luôn. Thật là tuyệt vời. Chúng rất khôn. Chúng đảo trứng vào trong và cho con ra ngoài bếp ngoài để vẫn u ấm. Ok. Với cái diện tích đồng ở đây thì khoảng 40 phân vuông. Chúng có thể đó, các bạn thấy lồng mình làm rất là quy củ, rất là đầu tư. Thứ nhất là mình chia sẻ với các bạn về cái cách làm lồng để chim đẻ. Ở đây mình bắn vít, mình treo áp vào tường. Và phần đáy này thì mình để thật thoáng để cho phân nó rơi xuống dưới. Và khi phân xuống dưới thì nó rơi ra vườn. Hoặc là mình nót bạt để sau một vài ngày mình sẽ vệ sinh đi. Còn trong cái thành phần thì mình phải có hai máng ăn. Một máng ăn là giai đoạn chuẩn bị đẻ. Và một máng ăn là giai đoạn con nhỏ. Thì lúc con nhỏ này các bạn nên để thức ăn mềm dễ tiêu để cho chim mẹ có thể là lại có khoảnh khắc tuyệt vời rồi. Mình sẽ quay cố gắng sẽ quay được những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Các bạn nhìn thấy rõ đi. Đó, đây là giai đoạn, đây là lúc con chim mẹ bón cho con chim non. Tình mẫu tử như thế nào. Đó, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Chỉ có kênh chim cu gáy hay của mình mới ghi lại được những khoảnh khắc thật là tuyệt vời như này. Đó, đó. Và hai quả trứng của thế hệ đàn em tiếp tục ra đời. Chuông ổ đẻ thì đơn giản chỉ như thế này thôi. Rất đơn giản các bạn ạ. Các bạn lên để thấp xuống như này và buộc dây thép dưới gầm ổ để cho nó khỏi lật ổ. Đó. Và trong cái chuồng các bạn chỉ để một cái que đơn giản này thôi. Chim này rất là thuần, mặc dù chúng giáp danh với nhau nhưng mà chúng không bao giờ đánh nhau, không bao giờ ganh tị nhau gì cả. Nếu như chim cu đất mình mà để như này á thì chúng sẽ không đẻ được, chúng sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Mình đang nói tiếp là cái lồng của mình á thì mình bảo vệ bằng một cái lưới
lưới xanh mắt nhỏ. Thứ nhất là để chống những con chuột chui vào, chúng có thể là cắp con hoặc là làm cho chim đang ấp giật mình. Kinh nghiệm mình thắp một cái bóng ở đây á, thắp suốt ngày, ngày thì rút bỏ nhưng mà tối thì bật lên, nhưng bây giờ mình chưa kịp tắt, bật lên bởi vì là khi chim nó ấp mà có một cái việc gì động đậy giật mình thì chim nó sẽ phản ứng, sẽ nhảy loạn lên, và chúng nhảy loạn ra thì bao giờ chúng sẽ bị quáng gà quáng chim và chúng sẽ không tìm được vào cái tổ để đang ấp. Chính vì vậy trứng sau khi đang ấp và để lạnh khoảng vài tiếng là phôi sẽ bị chết. Nên là các bạn nên nhớ là tối các bạn nên thắp. Đây là chúng sẽ ăn. Để máng ăn các bạn để cái loại bên này là cám, gà, ngô vỡ. Đó. Các bạn thấy máng uống này. Thì cái que bậu các bạn chỉ để trên sàn hoặc là khúc khuỷu thế này thôi. Trông thì rất đơn giản nhưng rất hợp lý các bạn ạ. Như này thì không bao giờ nó vệ sinh ngay vào trong cái ổ. Mà các bạn kiếm được một cái ổ như này trông như một cái lư đồng bằng vàng. Nhưng mà được cái là rất vừa vặn và rất là đẹp đẽ. Chim họ cũng rất thích ở lồng đẹp và ổ đẻ đẹp. Đấy là một cái bí quyết các bạn ạ. Và ở đây thì mình đầu tư cái vòm tôn từ cái hiên này ra lên đây khoảng 50 phân. Thứ nhất là để bão không thể hắt mưa vào, thứ hai là nắng rồi mèo rồi những con có thể tấn công thì mình treo áp vào tường như thế này, treo cao tập khoảng 1 mét thì kể cả có những con mèo rất là kinh nghiệm không làm gì được cái đàn chim này của mình đó. Và ở dãy này thì mình đặt một hệ thống nắp camera thì cũng có tính chất là răn đe những đối tượng cũng có thể là theo dõi chim của mình như thế nào. Mình đi sâu vào con chim này nên ra mình sẽ đầu tư hết mình. Các bạn, đây là dấu hiệu mà cái con chim nó, các bạn có thể thấy khi mà một con chim đực và một con chim mái thì con chim mái thì bao giờ nó cũng trông nó cũng nhỏ hơn. Con chim trống thì đây là con chim trống này, nó đang trúc mỏ xuống dưới, thỉnh thoảng nó kêu và nó rung rung cánh. Trong cái dấu hiệu như này trong kinh nghiệm nuôi của mình thì đấy là giai đoạn con chim trống nó rục, nó nhắc nhở con chim mái đấy, cánh đang rung rung đấy, các bạn thấy chưa, nhắc nhở con chim mái là đã đến lúc vào ổ để chuẩn bị sinh sản mới. Thì đấy là cũng là một dấu hiệu để các bạn xác định được đâu là con trống, đâu là con mái khi mà hai con khá giống nhau. Bao giờ con trống nó cũng sẽ trúc mỏ, nó sẽ lên ổ gần khu vực ổ và nó sẽ gọi con chim mái, nó kích thích con chim mái. Đây là con trống này, con trống gáy như thế này. Đấy. 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 Ừ. Hai ông chủ sự gia đình này không bao giờ đánh nhau. Đấy. Gáy thôi nhưng không bao giờ đánh nhau. Đấy. Con trống. Đây là mái này. Đấy. Đây là cặp đôi này, là cặp đôi chim chim cu Nhật. Các bạn nhìn rõ cái bành cỏ. Máng ăn ở bên này các bạn nên để cái máng này. Thứ nhất là nó sâu máng. Đó. Bạn thấy có nhiều thứ ra sau này. Đấy. Đây. Bắt đầu là lúc mà đang căng chim này. Những lúc như này là các bạn nên nếu mà ghép là các bạn sẽ ghép, rất dễ ghép. Đó. Con chim mái. Đây là con chim mái. Nó đang rực. đang kích trứng, trứng nó đang phát triển. Đó.
Cơ sở của bên mình thì thuộc xã Ban Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mời quý vị và bạn ghé thăm. Nếu các bạn đặt mua chim, mình sẽ chuyển và giao hàng toàn quốc. Số điện thoại liên hệ 0163 530 5952. Thế này cho các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục nhận những video tiếp theo. Chào các bạn.